À, đối công ở VHD. Pha xuống bóng. Cầu quá hay. Sau đó Kiệt và Văn Mạnh. Vẫn là một pha sẻ y tuyệt vời. Hà Nội đổi sân. Chắn bóng tốt của Văn Hoàng tiếp tục điểm cho Cây Chanh 2-0. Và như vậy là chia sẻ với mọi người, chúng ta trở lại trên Volleyball BCT để đón xem kèo hèn nội dung 3-3 xã giữa tém của Cây Chanh gần đồng kinh của mọi người thi đấu với tém Bình Sơn ở phía bên kia đồng kinh của mọi người. Điểm số lúc này là 2-0. Kèo này thi đấu 3 hiệp thắng 2. Thi đấu 1 xét duy nhất 25 điểm cách 2. Sổ 5 cây của 3 của Cây Chanh gồm có biên 4 là Kiệt Đen, chuyền 2 là Đăng Phú, biên 2 là Văn Hoàng. Trong cái đó bộ ba của Bình Sơn là phạt bóng là Văn Mạnh, chủ công biên 2 là Tuấn Kiên và chuyền 2 là Tuấn Đen. Phạt bóng này ngoài. Theo khán giả thì phá bóng lên ngoài, nếu mà ngoài thì sẽ điểm cho Cây Chanh là 3-1. Đấy, hậu nói ngoài thì là ngoài đây trời ạ. Và như vậy là sau tình huống cai lồn thì trọng tài quyết định đánh lại phá bóng này. Điểm số vẫn là 1-2. Điểm số vẫn là 1-2 nha. Bước 1 tốt rồi. Văn Hoàng pha bỏ bóng không thành công, bị bắt bài. Sau đó là pha chụp bóng quá mạnh của Văn Mạnh, điểm cho Cây Chanh. Xin lỗi, điểm cho Bình Sơn là 2-2. Người vừa dứt điểm ở biên 2 là Văn Mạnh, một chiến sĩ quân đội vừa xuất ngũ. Do màng ở đây quá kém nên là mình không pha trực tiếp được, mà phải quay upline sau đó đăng lên cho anh em xem. Và như vậy là tiếp tục điểm cho Bình Sơn 3-2. Bóng leo dày, điểm cho Bình Sơn 4-2. Một giây tỏa sáng của Văn Mạnh. Sau tình huống tranh cãi thì Bình Sơn đang có một giây lên điểm. Sau đó thì Văn Mạnh phạt bóng thừa lực, bóng đi ra ngoài. 3-4 cho Cây Chanh. Kèo này thì Bình Sơn có được lợi thế là Văn Mạnh phạt bóng tấn công khá hay. Trong cái đó thì bộ ba của Cây Chanh phạt bóng đơn giản hơn một chút. Pha đánh bóng ra ngoài của Văn Mạnh, một pha bóng kèo quá mạnh, 4-4. Phạt bóng là Tuấn Kiệt. Chàng trai đã có một kèo hèn solo với đối công ở VHD. Phá trúng bóng rất tốt của Văn Mạnh ở biên 4, 5-4 dành cho Bình Sơn. Trước trận đấu này thì ở Thanh Sơn trời đổ mưa, khiến cho mặt sân đang rất ướt và trơn trượt, bóng cũng rất nặng nữa. Năm bốn. Trận đấu tiếp tục. Vẫn là những pha nhảy phạt tấn công rất mạnh của Văn Mạnh. 6-4. Gãy bước 1 của Văn Hoàng. Để nói kèo này thì Bình Sơn lợi thế hơn một chút, bởi vì họ có Văn Mạnh phạt bóng khá hay. Sau đó pha bẻ tay không thành công. 5-6. Ngay sau khi khen Văn Mạnh thì em ấy phạt bóng không thành công. Điểm phạt bóng được đổi cho Cây Chanh. Tuấn Kiệt phạt thẳng vào Văn Mạnh. Pha bẻ y quá hay của Văn Mạnh, không cho Đăng Phú một cơ hội nào. Điểm là 7-5. Rất mạnh, cái bóng rất hay. Văn Mạnh hữu chiều cao tầm 1m71, nhưng mà sức bật đà cũng là rất tốt, thể lực rất sung mãn.
7 năm. Trên sân thì chỉ mỗi trên ai đằng phụ là mang giày thôi. Một thói quen không tốt của các vận động viên trẻ. Cảm giác chân chim thì sẽ giúp cho cảm giác tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó không tốt cho đầu gối và lưng một chút nào. Tiếp tục là pha đánh bóng giật dây ghi điểm 8-6. Trận đấu tiếp tục, điểm số là 8-6. Phạt bóng ra ngoài 7-8. Một pha phạt bóng lỗi nữa của Văn Mạnh. Tấn công hay thì Văn Mạnh cũng phạt bóng hỏng cũng tương đối. Và xuống bóng quá hay, rất mạnh, chuyên thủng hàng chặn của Văn Hoàng. 9-7. Và như vậy là trận đấu tiếp tục, điểm số 9-7. Câu trả lời cũng chẳng thua kém gì của Tuấn Kiệt, 8-9. Với những kèo hèn như thế này thì hệ thống bước 1 và quả phạt bóng là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những quả phát bóng, nó chiếm đến 70% cơ hội để kết thúc trên lưới. Thêm một pha đánh bóng tốt của Văn Mạnh. Văn Hoàng vẫn chưa thể bám chặn được Văn Mạnh. 10-8. Tiếp tục là những pha phạt bóng khó chịu của Văn Mạnh. Bước 1 hay rồi. Pha bỏ nhỏ hay của Văn Hoàng. Một pha bật cao bỏ nhỏ. 9-10. Cơ hội vẫn được dành cho Bình Sơn. Văn Mạnh lần thứ hai. Một pha bóng bỏ trong sân. 11-9. Trận đấu tiếp tục, điểm số 11-9. Ra ngoài. Pha phạt bóng này đi thẳng vào Caramen. 10-11. Trận đấu tiếp tục, 10-11. Đó. Bắt kẹo lại. Bóng ra ngoài. 11-0. Vâng, và như vậy là 11-0. Một pha xuống bóng rất mạnh của Văn Mạnh, nhưng bóng ở ngoài sân. Vâng, và như vậy là trận đấu tiếp tục nào. Phạt bóng vẫn là Tuấn Kiệt. Bước 1 lỗi rồi. Quá hay. Pha chuyển bóng quá đẳng cấp của Tuấn Nhỏ. Pha chuyển bóng một tay, và phải nói là pha dứt điểm của Văn Mạnh cũng quá tuyệt vời luôn. Xuất sắc. 12-11. Một điểm số nữa thì hai đội sẽ đổi sân. Đánh bóng quá hay của Văn Mạnh. Chủ công ghi được rất nhiều điểm. Tỷ lệ ghi điểm là rất tốt. Bóng leo dây. Vẫn còn. Trống chắn. Trời ơi. Pha sụp bóng. Sau đó là pha sụp bóng rất mạnh của Văn Hoàng. Một pha bóng gõ và một pha bóng kéo. 12-0. Vâng, và chúng là như vậy là đã đổi chắn rồi, đúng rồi. Tuấn Kiệt bám chắn và Văn Hoàng sẽ là người phản công. Trong khi đó Đằng Phú sẽ là những người phạt bóng. Không phải, đó là Văn Hoàng phạt bóng rồi. Và phạt bóng đi thẳng vào Văn Mạnh. Tuấn Kiệt và Văn Mạnh. Vẫn là một pha xẻ y tuyệt vời. Hà Nội đổi sân 13-12. Một trận đấu cân bằng. Bình Sơn có phần lợi thế hơn với những pha phạt bóng khó chịu của chủ công Văn Mạnh. Thể hình rất là sung mãn. Thể lực của chàng trai 17 tuổi. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu. 13-12, một xẻng 25 thôi. Lợi điểm là mong manh. Phạt bóng vẫn là Văn Mạnh. (Cười)
rất mạnh nhưng bước 1 tốt. Tuấn Kiệt trong sân rất xa, Văn Mạnh cho rằng bóng ngoài và không tham gia phòng thủ, nhưng bóng ở trong sân phải 1m. 13 đều. Vâng, và như vậy là trận đấu tiếp tục, điểm số 13 đều. Phạt bóng sẽ là chuyền hai Đặng Phú. Pha xử lý quá đẳng cấp của Văn Mạnh. Chàng trai đang cho thấy được phong độ tuyệt vời ở kèo hẹn này. 14-13. Trước đó là pha gãy bước 1 của Tuấn Kiên rồi, nhưng mà Văn Tuấn nhỏ vẫn chuyền bóng rất hay. Bước 1 tốt. Pha bẻ chặn của Tuấn Kiệt. 14 đều. Rất cân đáo. Vẫn là pha phạt bóng bay của Đặng Phú. Trong sân rồi. Tuyệt vời. Pha xác định lỗi của Văn Tuấn. 14-13. Rất hay rồi. Đúng rồi. Bắt chéo đi nào. Pha đánh bóng ra ngoài. Bóng ngoài. Bóng ngoài. Bóng ngoài. 15-13. 16-14. Tiếp tục pha đánh bóng ra ngoài. 17-14. Một giây là điểm khi Đặng Phú phạt bóng. Cầu này có vẻ may mắn cho cây chanh rồi. 7-4. Hoàng lui tiếm ơi. 17-14. Vẫn liên tiếp là những pha phạt bóng dồn. Văn Tuấn ra hàng sau. Lỗi thuộc về Văn Hoàng. Một pha phòng thủ không tốt của Văn Hoàng. 15-17. Pha chặn bóng là rất tốt rồi. Rất hay. Pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp. Một vũ khí lợi hại của Văn Mạnh. Hệ thống bước 1 của cây chanh cần phải tập trung. Lợi điểm họ tạo ra là rất thuận lợi rồi. Không nên để cho đối thủ ăn được những pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp, sẽ tạo lợi thế tâm lý rất tốt. 16-17. Sau đó Văn Mạnh phát bóng hỏng. Mười tám mười sáu. Hàng xạo Dự Khán đang ngồi im thin thít rồi. Vẫn là những pha phạt bóng của chủ công Đặng Phú. Xin lỗi, chuyền hai Đặng Phú gãy bước 1 rồi. Bắt chéo đi nào. Quá hay. Văn Hoàng. Không được rồi Hoàng ơi. Bỏ nhỏ như thế thì cho điểm đối thủ rồi. Sau đó là pha chặn bóng quá hay của Tuấn Kiệt. 19-16. Một pha hơi tâm lý của Văn Hoàng. Với sức bật của mình thì Văn Hoàng hoàn toàn có một pha ném gạch ở trên sân. Lợi điểm là rất tốt rồi. 19-16. Rất hay. Tiếp tục bắt đường chéo nào. Rất hay của Tuấn Kiệt. Hoàng ơi. Hoàng lại đi hút thuốc lào rồi. Điểm cho Văn Mạnh. 17-19. Quần xanh của tem cây chanh Văn Hoàng bật rất cao, nhưng mà lối đánh khá là hiền. Lợi gió sẽ thuộc về Bình Sơn. Hệ thống bước 1 cần phải hết sức tập trung. Gãy bước 1 rồi. Phạt bóng quá hay. 18-19. Trong thể loại kèo hẹn 3-3 hay 4-4 thì khả năng phạt bóng tấn công sẽ là một thứ vũ khí lợi hại. Vâng, đã có những tình huống hù ở trên sân. Điều lệ này không bị cấm mọi người ơi. Hù thoải mái.
Cơ hội để cho Bình Sơn ghi điểm số 19 đều. Ra ngoài và giật cổ tay quá mạnh của Văn Mạnh. Bóng nếu ở trong sân thì đã là 3m. 20-18, một pha tham vạch ba của Văn Mạnh. Rất đẹp. Văn Mạnh kẹo pha bóng ấy nếu mà trong sân thì đã là vạch 3m rồi. 20-18. Phú ơi, lòng cái đi, lòng cái đi. Lòng thằng Mạnh luôn. Lần này thì bóng ở trong sân. 19-20. Hệ thống bước 1 của các em cần cố gắng lên. Trận đấu tiếp tục điểm số 19-20. Không qua lưới. Rất căng thẳng. 21-19. Lời gió thuộc về cây chanh. Vâng, đội bàn yêu cầu dừng bóng để rõ ổn định lại. Phạt bóng rất đi đồ. Văn Mạnh và Tuấn Kiệt. Quá hay, pha bẻ cổ tay quá hay, không cho Đăng Phú một cơ hội nào. Xử lý là quá tinh tế và đẳng cấp. 20-21. Bước 1 tốt lắm luôn rồi. 21 đều. Gãy bước 1 của Văn Hoàng. Pha bóng này sang sân thì cũng điểm luôn rồi. Cầu bước 1 là rất cực kỳ quan trọng. Pha chặn bóng hay. 22-21 rồi. Cây chanh gần ổn định là bước 1 nào. Một giấy lên điểm từ những pha phạt bóng uy lực của Văn Mạnh. Văn Hoàng đứng hơi lụt rồi. Một tốt. Không được, một pha bỏ ngay của Đăng Phú. Sau đó là pha phản công có điểm vẫn là của Văn Mạnh. Văn Phú nên chuyền hai trung thành. 23-21 rồi. Một giây lên điểm ấn tượng của Bình Sơn. Kèo hèn xoay chiều rất nhanh rồi. Lỗi thuộc về Đăng Phú. Bóng ngoài rất xa. 22-23. Trận đấu tiếp tục điểm số hồi hộp 22-23. Thông minh của Văn Mạnh rồi. Mad Boy. 24-22. Rất đáng tiếc cho cây chanh. Họ nắm lợi thế rất lớn 19-16. Nhưng lại để cho đối thủ ngược dòng ở những điểm số cuối. Bước 1 tốt rồi. Sau đó là pha kèo bóng không thành công của Tuấn Kiệt. Kèo hèn khép lại với thắng lợi ngược dòng thành công dành cho Bình Sơn. Tỷ số chung cuộc là 25-22. Một trận đấu mà Văn Mạnh thi đấu quá xuất sắc. Phạt bóng hay. Thể hình rất là đẹp. Chúng ta chờ xem có trận đấu lượt về hay không. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.